lúc em mới bước vô võng ngồi thì trong đầu cậu có đội một cái nón bảo hiểm. Thì xong đó là cái em mới ngồi trên võng là cậu tháo ra cậu thảy vô phía vùng bụng dưới em. Chồng em mới hỏi là vợ của con nằm đó mà sao cậu thảy gì vậy, chém chồng em chạy vô trước. Cậu ra trong nhà thấy gì cậu ra chạy can thì sau đó thì hôm kia là tiếp tục chém cậu út Tại tới vì chết. ảnh bị với lại bị mẻ hai miếng xương hàm nữa, không có nhai được nhiều Bù à. lại được Mổ mẹ. ảnh là chỉ một nhem thôi là ảnh cũng ra đi giống cậu luôn. Ba cái xịt với một hai cái bình sạc cháy hết trong một ngày luôn. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong đang có mặt ở dưới xã Mỹ An, Mỹ Tú, Sóc Trăng của bác anh chị. Thì bữa nay là Phong cùng với những người anh em xuống thăm gia đình của anh Lực, là một trong những nạn nhân mà xảy ra trong cái vụ việc là anh Út thì đã mất rồi. Thì anh Út thì do mà can ngăn là hai người đang gây gổ. Thì ở đây là anh Lực thì là người đã bị tác động đầu tiên nhưng mà không giống như là may mắn được sống. Sau khi xuất viện về bữa nay thì Phong cũng tranh thủ đến đây để thăm hỏi sức khỏe của anh và gia đình coi xem như thế nào của chú anh chị. Thì trước nhất thì Phong gửi một lời chúc sức khỏe bình an may mắn đến tất cả khán giả mạnh thường quân nha. Em chào chị nha. Như chị là vợ của anh Lực hả? Bữa nay có ảnh ở nhà không chị? Dạ có, đang nằm bên trong. Đang nằm bên trong đây ha. Là vợ của anh Lực đây à? Dạ. Ôi trời. Hôm nay thì nghe câu chuyện của anh á, cũng như là cái câu chuyện đau lòng của anh Núp á. Hôm nay thì có em xin phép ha. Phép. Phong nè, cũng như là Huy Food, cũng như anh Berina thì cũng đã ghé đây Chị rồi gắn giúp em ha. ha. Em biết sao tập cũng như là em Minh Thái. Chị gắn giúp em Trong những ngày qua thì vợ của anh Lực. Đấy, thì trong những ngày qua thì thông qua chương trình của anh em á thì biết là cái ngày đó, cái ngày định mệnh đó thì như thế nào á. Thì cũng đã anh em cũng đã ghi hình và chị đây cũng như anh chia sẻ rồi. Thì đặc biệt ngày hôm nay tụi em đến đây là muốn hỏi thăm anh một chút xíu và trong những ngày qua sức khỏe của anh có ổn hơn chưa. Bây giờ chị dẫn tụi em vô chị nhé. Được chưa? Cái nhà cũng sập xệ đó. Anh là bé à? Nay anh nằm võng rồi. Nằm võng rồi. Đây có đèn không chị? Có đèn không? Bắt đèn lên chị. Dưới đây có đèn không? Dạ có bóng bóng dưới này. Em chờ anh Lực nha. Rồi, anh Lực. Nay nằm võng là thấy ngon lành rồi. Bạn áo vàng. Bữa nay cắt kỹ hả nè? Anh lên ngoài kia được không? Anh lên ngồi kia được chưa? Được không? Ra ngoài bàn. Cho nó sáng anh ha. Rồi. Rồi, đi hơi tối. Dạ ha. Dạ để cho anh Lực anh đi. Mấy đứa nhỏ đâu rồi chị? Dạ chưa có con. Ủa? Không có con hả? Dạ. Trời. Chưa có con hả? Dạ. Dạ chị ra ngoài đây ha. Ngồi đi anh. Đây là cái vết thương hôm bữa anh Lực hả? Cái thường bữa nay mới cắt chỉ cũng thấy lành nè. Cái này anh bôi nghệ á, nghệ vàng, nghệ đỏ nó màu lành hơn. Giờ nó không thấy nó màu đau nhiều không anh Lực? Ngồi sát chưa hai chị ha? Hơn 10 ngày. 14 ngày. 14 ngày. Còn bữa đi cắt chỉ đó rồi bác sĩ nói sao vậy Giang? Dạ ra trạm thì nó bác sĩ mời mấy tụi em mới đi, hai chồng em mới đi tái khám lại. Hôm mai đi lên trên Cần Thơ. Thơ dạ. Vậy là phải đi lên trên đó tái khám lại. Còn mấy nay ăn uống với lại nó thấy có được không anh? Ăn uống được không? Được. Mà được. Cái hàm của mình bây giờ mình cứ đòn mạnh xíu được không anh, hay là mình chỉ hạ hạ nhỏ nhỏ nhỏ? Hạ nhỏ. Lúc lúc mà khi mà đến bệnh viện thì bác sĩ nói mình bị tổn thương phần nào gì nhất anh? Vết chém. Hàm với đụng dây gì lắm. Gân hả? Có nói đứt gân gì không? Bị đứt dây tiếng nước bọt với gần đứt động mạch. Thì mình chủ yếu mình cảnh. Nói chuyện với vợ của anh nhiều hơn đi để anh nghỉ ngơi. Để anh ngồi thôi, mình nói chuyện với chị Giang đi. Anh Lực nghiêng nghiêng cái bên cái bên đây cho tụi em xong xem. Mà bây giờ mà ngồi nghiêng nghiêng nghiêng. Nói chuyện ấy á. Đúng rồi. Mà cho anh Lực ngồi sát vô chị chút xíu nữa quay, quay, để quay, mình khi quay cho nó đầy đủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Tức là ngày mai là vợ chồng tiếp tục đi để tái khám. Dạ. Hôm nay là ngày đi cắt chỉ là cắt hôm qua rồi. Dạ, cắt hai bữa rồi. Cắt hai bữa rồi. Thì trong những ngày qua đó thì Quân cũng như là Thinh Thái cũng như là em biết tập á thì cũng đã hiểu sơ sơ về cái ngày định mệnh đó rồi. Thì hôm nay thì cũng như là em là Huy Food, bên đây là Phong Nguyễn á.
Thì ông bà cô chú cũng sẽ rất là tò mò, cũng như cũng sẽ rất là thắc mắc là bên thông qua cái chương trình tụi em đó nha, rất là tò mò, là thắc mắc là nguyên nhân ngày hôm đó như thế nào. Thì bây giờ đó thì trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay á, thì không biết anh Lực anh nói được vài câu anh Lực ha, chắc vài câu được phải anh Lực. Dạ, thì anh chia sẻ. Chị Giang là cái người hôm đó ở đó luôn. Ờ, ở đó luôn, phải chị Giang ở đó luôn. Rồi, bây giờ chị Giang chia sẻ nha. Và một cái khoảng khắc ngắn thôi, để cho ông bà cô chú bên thông qua chương trình của WeFood như Phong Nguyễn biết được nha. Rồi hôm đó là cái sự việc xảy ra như thế nào thì chị Giang thì kể lại cho. Dạ, thì đang nhà của Út đang ngồi nhậu thì cậu Nhí chạy ở ngoài đâu ngoài kia về, cái chồng em đi ra bước ra mới thấy là cậu đậu xe đó đứng nói chuyện với chị cũng nhậu chung luôn. Chồng em thấy vậy mới rủ cậu vô uống với con một ly, thì cậu cũng đi vô cậu ngồi. Thì sau đó thì hai cái chiếc xe nó đậu song song với nhau, người ta khó qua lại á. Em mới bước ra em đi dẫn đi xe của cậu xích vô trong một xíu. Kệ cậu ấy mới hỏi là hỏi chồng em là vợ mày dẫn xe tao đi đâu. Chồng mới nói là tại vì hai chiếc xe nó đối diện, đậu đối diện song song với nhau, xe qua không nợ vợ con dẫn xích trong. Thì ổng mới hỏi vậy, hỏi vậy xong rồi chồng em mới kêu là em ơi dẫn xe cậu ra ngoài đi. Thì em mới bước ra dẫn thì xích phế tía chới chút, em mới bước vô dẫn em ngồi thì trong bên đầu cậu có đội một cái nón bảo hiểm. Thì xong đó là cái em mới ngồi trên võng là cậu tháo ra con thảy vô phía vùng bụng dưới em. Chồng em mới hỏi là vợ của con nằm đó mà sao cậu thảy gì kỳ vậy. Rồi sau đó là rồi cái cậu bên kia mới nói chấn tiếng gì đó. Rồi cái ổng nói mày muốn gì thấy gì thôi. Cái cậu Út kia cũng nói là ngăn can thôi kêu về đi. Thì chồng em mới bước lên xe đưa cho cậu về. Về thì xong khoảng 5-10 phút sau ổng quay lại là ổng cầm cây đào qua là ổng chém chồng em. Chồng em chạy vô trước, cậu ra trong nhà thấy vậy cậu ra chạy can. Thì can thì sau đó thì ông kia lại tiếp tục chém cậu Út tới chết. À, sự việc chỉ đơn giản đơn vậy giản thôi. Vậy thôi, không có gì mà gọi là câu chuyện lớn hay là này kia. Lúc lúc đó khi mà em ở ngay tại hiện trường đúng không? Dạ. Thì em thấy cô Út em như vậy đó, thì em biết là cô Út em đã mất hay là vẫn còn hy vọng lại cho cô. Dạ, lúc đó sống. Thì nếu mà lúc mới nhìn cậu thì giật cậu hơi thở, những hơi thở cậu còn vẫn còn thở á. Nhưng mà rất là yếu, tới máu cũng chảy ra nhiều, nhưng mà khoảng được 5 phút sau thì cậu đi luôn. Rồi, tức là lúc đó là ra tay với chồng em trước, dạ. Sau đó mới ra tay với cậu Út em. Dạ. Thì lúc đó là anh thấy cái hiện trường lúc đó đó là anh thấy cậu Út em là lúc đó là không giống như là nằm sủi lôi luôn rồi, không có cử động. Không cử động được. Đúng rồi, không cử động nữa, nhưng mà thấy anh Lực đây thì vẫn còn nhìn qua nhìn lại rồi giơ tay. Lúc đó em nghĩ là chồng em còn sẽ còn sống không? Anh nói như vậy. Dạ, dạ, sợ em nghĩ là vẫn cứu còn cứu được ảnh. À, còn lúc đó vẫn còn hy vọng. Dạ. Là lúc chồng em mà trước khi chồng em bị chém là anh vô giỏng anh ngồi anh lấy tay anh bụng lại nhà em, lúc đó em chưa thấy, tới khi mà em lại mở tay em thì em thấy máu tuôn xuống. Rồi em mới nói là anh ơi cậu Út gần đi rồi, cái ảnh mới chạy ra anh coi xong là anh ngã quỵ ngay giữa lộ luôn. Ờ, cái khoảnh khắc đó là lúc mà cái người ra tay như vậy đó em. Dạ. Là khi mà ra tay xong á là đi về luôn hay sao, hay là vẫn còn đứng đó? Dạ, lúc đó em ra thì thấy người đó đi về rồi. Ừ, đi về luôn, là vừa ra tay xong mà đi về luôn. Dạ. Sao mà lạnh lùng dữ vậy ta? Một cái sự việc, một cái câu chuyện cực kỳ đơn giản, một cái câu chuyện cực kỳ nhỏ bé mà để xảy ra những cái thương đau mà phải nói là không thể nào mà mình tưởng tượng được. Thì lúc đó cái khoảng thời gian mà anh nằm xuống dưới lội đó, anh còn tỉnh táo không anh? Nó chỉ là một cái khoảnh khắc rất là, một cái câu chuyện, một cái sự việc rất là nhỏ bé, đơn cực kỳ đơn giản mà xảy ra như vậy. Rồi bây giờ đó, quay lại cái chương trình ngày hôm nay. Yeah. Thì là tụi em đến thăm thôi. Dạ. Đến thăm cũng như là động viên gia đình đó, cũng như là đăng tải những video này, thước phim này quay về cái hoàn cảnh, gia cảnh của chị. Rồi biết đâu đó là cũng có bà con cô bác á thương yêu mình đấy, hỗ trợ giúp đỡ mình thì sao. Dạ. Đó thì bây giờ đó chị nè, cho em hỏi thăm thêm một chút xíu nữa nè. Tức là ngày mai. Dạ. Là dẫn anh Lực đi khám. Dạ. Là khám về cái gì? Dạ là đi khám lại vết thương đó anh. À, khám lại vết thương thì đúng. Dạ. Không là cái phần tái khám lại thôi. Dạ. Là tới ngày đó là tái khám, tái khám thôi. Hay có đúng động hay gì không? Trong những ngày qua đó thì khi mà vụ việc xảy ra như vậy đó thì cũng
đã có nhà hảo tâm nào đến để hỗ trợ gia đình chưa? Dạ, hôm bữa thì mấy anh hung đồ có lại quay thì có một anh bên Mỹ cũng hỗ trợ tụi em được phần nào đó. Ồ, như vậy cũng rất là tuyệt vời. Dạ. Thì nói chung... Không ai đến. Tại các có thể là tụi em... Đây là đầu tiên Huy cũng như là Phong xuống đây để gặp gia đình. Thì chắc là sự lan tỏa nó cũng chưa được mạnh mẽ. Đấy, anh chị thì khi mà... Em nghe nói, em có nghe nói như là cậu Sáu là bên nhà, cái bên nhà có nói là có chia sẻ với em á, là anh Lực cũng như là chị mới về đây được mấy hôm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa anh chị đó là sống ở đâu? Dạ cũng sống đây nhưng mà cái mùa nước nổi á, nhà ngập trơn, vợ chồng em mới làm trên mướn trên dì Tám, làm cho dì Tám nó chảnh căn ốc nghĩ lại hết mùa ốc thì trồng mía gì đó. Đang làm thì hai chồng em mới chạy về đây đợi vài ngày nữa là đi lên lột mía này kia đó, không là sự việc xảy ra luôn. Tức là mới về đây được mấy hôm, lớp hôm là xảy ra vụ việc luôn. Lần thứ trước làm ở Bình Dương. Dạ, tôi hai chồng em về đây được năm mấy rồi. Về đây năm mấy rồi. À, về đây được năm mấy rồi. Sao mà hôm bữa nghe chú Sáu nói là mới ở về đây mấy tháng mà, về đây được mấy tuần mà. Mấy tuần là hai chồng em đi làm trên tám á. À, rồi. Làm đây nè. À, làm gần đây. Dạ, à, rồi, hiểu rồi. Mình không hiểu rồi. Trời ơi. Hôm bữa là khi mà anh em đến đây để ghi chương trình á, tưởng là cái sự việc nó ghê gớm lắm mới xảy ra cái nông nổi này. Ai ngờ mình nói thiệt mà nói luôn á, cái đó chỉ giống như là một cái sự việc cực kỳ nhỏ thôi. Nghe nó rất là đơn giản nhưng mà sự việc nó quá. Nhưng mà ở đây mình nghe một cái khía cạnh nha, mình đang nghe một cái khía cạnh giống như là người cậu của mình á dùng cái hành động như vậy á. Mình đây mình không phải mình binh anh Lực. Dạ. Thậm chí bản thân anh nè, anh Vi Food nè, em biết Sa Tộc nè, Phong nè, cũng như là anh Vân Barina cũng vậy. Dạ. Khi mà một người nào đó thậm chí cho bà con dùm họ trong gia đình đi, đừng nói người ngoài, mà tác động như vậy đến người vợ mình cũng có thể là mình chấp nhận được. Mình phải lên tiếng bảo vệ cái người thương yêu của mình chứ. Đúng rồi. Đúng không Phong? Cái này giống như là thương yêu vợ rồi thấy người đàn ông khác mà quăng cái nón vô chỗ mà của người phụ nữ. Quăng nhạy cảm. Nhạy cảm thì cái đó mình đâu có chấp nhận được. Chứ mình phải bảo vệ cái người thương yêu của mình, nhất là cái này là người vợ chứ không phải là tình nhân nữa. Vợ con mình phải bảo vệ chứ. Chỉ nói hơi lớn tiếng một chút thôi hả anh Lực? Chỉ mới lớn tiếng xíu là xách luôn cây hàng nóng qua quất luôn rồi. Trong khoảng thời gian trước á, giống như là cái người tác động anh Lực á, chứ người cậu đó thì có hay nói chuyện gây gỗ gì lớn tiếng không? Không, cậu cháu thì gặp nói chuyện vui vẻ bình thường rồi. Gặp cậu đâu là hỏi cậu, gặp đầu hỏi rồi cậu cháu nói chuyện bình thường à. Cũng về cậu hả chị ha? Dạ. Về cậu bình thường. Nghe nói là cậu đây là cậu bà con xa đúng không? Nghe hàng xóm nói á. Dạ, nghe mẹ nói là bà con hai đời rồi. À, bà con đi cái bà con xa. Bà con xa rồi chứ không phải là bà con cậu ruột. Cậu ruột. Rồi mấy hôm nay là mình ở nhà đâu có làm gì hết chị? Dạ, không có làm gì. Chị rồi mốt rồi đi xe cộ lên trển khái khám cho anh Lực. Rồi mình có gặp khó khăn gì không chị? Hiện dạ. Giờ nè. Dạ thì cũng gặp tình chút khó khăn nhưng mà cũng phải cố gắng lo để tái khám cho ảnh. Đi từ xe đi cộ. Dạ đúng rồi. Được không? Cái khoản chi phí á Quân ơi, cái khoản chi phí lúc đầu á, lúc mà đi nhập viện thì nó nặng thì có khoản chi phí đó thôi. Chứ vì tái khám thì giống tiền xe đi lại thôi. Còn tái khám thì không có nhiêu đâu Phương ơi. Trong cái lúc mà bị như vậy thì cái khoản chi phí trong gia đình với mà bên cái người mà gây ra có hỗ trợ gia đình chị không? Dạ, bên người gây ra thì có đưa trước vợ chồng em 4 triệu. 4 triệu. Đưa trước là chỉ 4 triệu thôi. Dạ. Đủ trang trải không chị? Dạ không đủ đâu. 4 triệu. Dĩ nhiên là không đủ rồi. Đi viện này kia đâu. Không sao đâu. Ủa mà chị Giang hôm bữa anh Lực cho hỏi là bữa hình như là công an có mời mình lên trên cảnh làm việc á. Dạ. Là chị có đi không? Dạ có, lấy lời khai hai vợ chồng. À, lên hỏi hả chị? Dạ. Hỏi vụ việc xảy ra sao thì bên công an ta lấy lời khai. Tức là công an lên tới bệnh viện luôn? Không, mời mình lên đây là khi mà anh Lực về đây nè. À, là công an mình có mời mình hai chồng lên trển. Dạ, mới mời sáng chồng em đi. Rồi có nói gì thêm không? Hay là chỉ hỏi vậy thôi? Dạ thì chỉ hỏi vậy thôi. Cái phía bên đó chắc mình cũng đừng hỏi sâu quá. Tại vì phía cơ quan chức năng người ta đã trực tiếp làm việc rồi. Mình chủ yếu là tới để chia sẻ, để giúp đỡ thôi ha. Thì hôm nay em thì đến đây chủ yếu là về tinh thần trước chị ha. Dạ. Trước mắt là về tinh thần. Mọi việc, mọi điều nó cần phải có cái duyên.
Dạ. Anh chị ha. Dạ. Cần phải có cái duyên, nếu mà đủ duyên thì tụi em sẽ quay lại đây. Dạ. Ha, cũng giống như gia đình của anh Út. Dạ. Thì khi mà đủ duyên tụi em sẽ quay lại. Ừ. Nói chung là như vậy. Chủ yếu là cập nhật cái tình hình, cũng như là trong những ngày qua đó thì khi mà đăng tải câu chuyện của anh Út á, thì cũng có rất là nhiều bà con của bác hỏi thăm về anh Đực nè. Dạ. Người thứ hai hiện tại bây giờ sao rồi? Ừ. Thì bây giờ nhìn thấy anh Đực như vậy rồi thì cũng khỏe lại rồi, mọi thứ cũng ổn định rồi thì bà con cũng yên tâm đó. Thì trong cái câu chuyện này á, thì người mà cô bác với Mạnh Quân nói là anh Lực là người mất chứ không phải là cậu của anh này. Đúng rồi. Dạ, mọi người nghĩ là cũng nhiều thông tin cho lắm. Chị có suy nghĩ gì không? Chị có suy nghĩ gì không? Thấy có nhiều người nói gì. Có buồn, có đọc được những cái tin đó không? Có buồn không? Dạ em thì coi lướt qua nhưng mà em không dám đọc. Chứ suy nghĩ giờ chồng mình còn sống là mình mừng rồi. Ừ. Không có suy nghĩ tới vấn đề đó. Đúng rồi, nói gì nói. Dạ nha. Đúng rồi. Cứ khách quan như vậy dạ. Mà sống. Dạ hồi đó nói chung là em cũng mạnh mẽ lắm chứ gặp em yếu đuối em cũng không lo được chồng em đâu. Em cũng vẫn còn bình tĩnh lắm. Dạ vô can luôn đúng không? Dạ. Kéo lôi chồng mình thấy cầm dao như vậy mà bay vô để can. Ừ. Một người phụ nữ mà bay vô can luôn. Can. Ừ. Cản chồng. Tại cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng rồi thì cho dù như thế nào thì cũng bảo vệ lấy người chồng của mình hết. Ai cũng vậy thôi. Đó chỉ có giống như có hai người chồng với hai người đàn bà với mấy đứa nhỏ. Cái đó gọi là Quân biết không? Bản năng sinh tồn. Bản năng tự vệ của con người lúc đó nó trỗi dậy à. Nhiều khi Huy đang suy nghĩ nha. Nếu mà trong cái khoảnh khắc đó, trong cái giây phút đó, chỉ cần giống như là chỉ cần một phút một giây nào đó thôi, giống như cái kiểu mà giống như là xui khiến. Hiểu không? Yeah. Giống như là cái người mà ra tay như vậy đó, đáng lý ra thì mình đang ngồi mình ăn uống với gia đình á thì mình không mời cũng chẳng sao nữa. Nó thật sự mà anh Lực đây á, cũng như là bên anh Út á, có lòng tốt như là chị đây á, mời đến để cũng như là vô cũng như là cũng tiếp đãi bình thường mà cuối cùng lại đối xử với người mà tiếp đãi mình như vậy. Nó một điều phải nói là mình nói như thế nào cho đúng ta? Vâng, Phong. Giống như cái chuyện xui dũi mà tới rồi cũng cản cũng không được. Phải biết gì bữa không có mời đâu. Thì đó. Anh Lực anh còn nói thì bởi xui gỗ đâu. Xui gỗ. Tưởng đâu mời vô uống một ly chứ không chứ đây đâu phải là khách mời đâu, chỉ là người đến phụ thôi. Và cuối cùng người mà đến phụ như vậy tạo ra những cái tai họa rất là lớn. Ừ. Tội nhất là biết sao không? Gia đình lúc nè, 5 người con. Giờ quay qua anh Lực thì anh Lực thấy anh Lực khỏe thì mình cũng mừng rồi. Đấy. Thì hôm nay là đến thăm thì cũng thấy anh như vậy cũng mừng. Dạ. Thì em cũng có chị Trang gửi cho gia đình mình 300.000 á. Dạ. Em cũng sẵn đây thì em cũng gửi cho anh chị luôn ha. Dạ. À, có chị Trang. Cái này chị biết không, cái này cũng đều có duyên hết chị ha. Dạ. Mỗi người mọi thứ những mà có gửi. Mỗi hoàn cảnh, mỗi người đều có một cái đủ duyên. Dạ, em cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ. Chị Trang chị gửi cho vợ chồng anh Lực. Dạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi thông qua chương trình của Huy cũng như là Phong cũng như anh em cũng gửi lời cảm ơn chị Trang. Ừ. Anh em có hỏi gì nữa không? Trời cũng là tối rồi, cái đường khó đi quá thì cũng tranh thủ. Nói chung cũng tranh thủ. Phong chích của chú Cường ra 500.000 để hôm nay anh đi khám ha. Tuyệt vời quá không? Tuyệt vời không? Tuyệt vời quá Phong đợi phút cuối không? Đỡ ông nội. Đỡ ông nội. Được rồi. Mượn tờ 100. Mượn tờ 100, đúng rồi đó. Còn đưa 600 hả? Đưa 600. 600. Ừ, quá hợp lý. Chồng không? Đây, em gửi của chú Thành Cường là 500.000 gửi cho chị với anh Lực ngày mai đi khám, tái khám nha. Dạ, em cảm ơn. Ừ. Của chú Thành Cường, Nguyễn Thành Cường ở Mỹ, dạ. Chị cảm ơn giúp em ha. Dạ. Dạ chồng em cảm ơn rất nhiều ạ. Em cảm ơn chú Thành Cường. Dạ. Dạ, bên kênh Phong Nguyễn cũng gửi một xuất quà để cho có cái lộ phí cho hai chồng đi tái khám. Thì đó chắc đủ rồi đúng không? Chủ rất là dạ. Đúng không? Mai đi bằng gì? Đi bằng xe buýt hay là gì? Dạ, ảnh ngồi xa không được, phải kêu xe 4 chỗ chở anh. À, xe 4 chỗ. Tại vì Huy á, để ý là cái ở ngoài á, nó lạnh vậy, nhưng mà bên trong á, bên trong hôm bữa là nhìn cái đoạn video clip á, là có chia sẻ thấy nó rất là sâu. Nên là mấy anh em có thể là hạn chế tối đa mà khi trò chuyện với Lực. Tại nó động vết thương, tại vì nó ảnh hưởng bên cái đường nói chuyện với cuốn họng của anh nữa. Rất là nhiều mạch. Có hàng đại giờ, hiện tại hàng ngày là anh ăn cháo hay là ăn cơm? Dạ, bây giờ lành này, ảnh vẫn ăn được nửa chén cơm. Ừ, quá tốt rồi, vậy là quá tốt rồi. Chứ ăn cháo không cũng đâu có thể nào mà
bằng cơm được. Tại vì ảnh bị với lại bị mẻ hai miếng xương hàm nữa, không có nhai được nhiều. Bị mẻ hai miếng xương hàm luôn. Là cái vết cái vết mà vết chém mà nó sâu thấy xương hàm luôn hả? Dạ sao hả? Bị nước tiếng nước bọt với gần động mạch cảnh. Dạ, vô tới trong miệng luôn chứ. Tiếng nước bọt á. Vậy nó lủng vô cái hàm luôn rồi. Lủng vô hàm. Gãy xương á. Cái xương này mà chém vô đây nên lực chồng chị là bị tác động mấy nhát được. Dạ thì trước mặt anh một nhát với cái bụng mà hơi kẹn. Bụng khớp da thôi, khớp cái mũi nhẹ. Mà một sự trùng hợp là một người cậu với lực đi chém trùng hợp những cái nhát giống nhau luôn hả chị? Dạ giống nhau nhưng mà cậu thì xích phía dưới hơn xíu. Bác sĩ nói là mổ anh là chỉ một nhem thôi là anh cũng ra đi giống cậu luôn. Trời ơi. Là sao? Độ sao? Sâu quá. Độ sâu quá, gần đó, gần chút chiếu một nhem nữa thôi là tới động mạch là bị đứt mắt máu cũng chết nữa đó. Động mạch bên giờ đường dẫn máu. Trời ơi. Rất là may mắn luôn. Rất là may mắn. Cái hoàn cảnh mà của cái người mà tác động anh Lực ở đây á thì có gia cảnh cũng khá giả không chị? Dạ thì em về đây em không, không biết. Cái hoàn cảnh của cái anh đó đó. Dạ. Anh Lực biết không? Trơn. Anh Trơn hả? Trơn. Bên kia khá giả gì không anh mà? Nói chung em chỉ nhìn thấy nhà bình thường thôi. Biết ít, chưa có qua lại đâu, không có biết nha. Không biết gia cảnh như thế nào. Bởi vậy là Phong muốn nhấn mạnh ở đây một cái điều á, là giống như là mình có thể là có cái anh mà quân thủ đó là tác động á, thì có thể là anh sử dụng một hai ly rượu gì đó, nhưng mà cái tinh thần anh bất ổn rồi. Bây giờ là vô đó thì chắc chắn cơ quan pháp luật phải xử lý. Rồi là toàn bộ là gia đình, người thân và vợ con ảnh là những người phải gánh chịu những cái nỗi đau đó, một sự mất mát. Đúng không chị? Dạ. Mình nói á thì mình nói sống á thì mình cũng phải có một cái nhân văn, cũng có tình người. Ở đây mình không phải là mình đang nói về cái khía cạnh là mình bên vực bên phía bên nào hết. Cái người chồng khi mà làm cái điều đó đó thì người vợ, người con đâu có mong muốn điều đó đâu. Đúng không anh chị? Người cuối cùng người chịu khổ cũng là con với vợ mình. Đấy, một phần nào đó mình suy nghĩ về cái khía cạnh mà gọi là suy nghĩ một cách khách quan hơn á. Đôi khi á, có những câu ngôn hoặc là những cái câu bình luận á, nói là cái kiểu mà giống như là kích động đến cái người mà người vợ, người con của những người hung thủ á. Huy nói thật sự, ở đây á, riêng bản thân của Huy á, Huy cũng nói theo kiểu chung luôn. Tội ai nấy lạnh đúng không? Tội ai nấy lạnh. Chứ mình đừng có... Người nào làm người đó phải người chịu. Người nào làm đó chịu. Chứ mình đừng có dùng những cái từ ngữ đến đó với những người mà vô can, tội nghiệp họ lắm. Tại vì trong những ngày qua không phải là riêng bản thân. Đúng, họ đâu muốn đâu. Trong phải riêng Huy đâu, cũng như là Phong, cũng như tất cả anh em đây nè. Đều nhận cái được cái bình luận tích cực đó. Nhưng mà thôi quý vị, hãy suy nghĩ một cách khách quan lên. Đúng không anh em? Đúng không anh chị? Dạ. Đấy. Thấy bên cha cả bên đó nghe nói cũng có bỏ lại hai đứa con nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi, hai người trai. Người trai. Thôi bây giờ thôi cũng biết nói làm sao nữa thì Phong... Thôi anh chị nghỉ ngơi. Muốn nói gì nói đi con. Để mai đừng còn đi nữa. Dạ. Cố gắng lên. Dạ, cho cháu em cảm ơn mấy anh lại đến thăm. Trước khi mà xảy ra chuyện sáng đó đó, có cái điềm báo. Điềm báo gì đó? Anh Phong đưa cho anh Lực chia sẻ đôi lời gì cái điềm báo trước khi mà anh xảy ra chuyện trong ngày hôm đó luôn. Dạ. Vậy nghe khi mà muốn kết thúc câu chuyện rồi mà nghe nói là anh Lực trong cái giá sáng á là có một cái điềm báo là không may mắn như vậy á, anh có thể kể cho tụi em nghe được không? Báo cũng đâu có gì đâu, thì cậu không đi xịt thì xịt hư hết trơn ba bốn cái gì. Rồi xong sạc bình thì cháy ổ áp. Cháy xịt rồi cháy ổ áp luôn. Dạ. Cháy nhiên phía cái khơi nhiên ba bốn cái sạc. Ba cái xịt với một hai cái bình sạc cháy hết trong một ngày luôn. Là cái đó là ba người đi chung hay sao chị? Dạ mình nên cậu đi á. Mà một dạ mình nên cậu mà trong ngày đó là ba cái xịt hư, hai cái bờ hai ổ áp sạc là cháy hết. Lúc trước là có hai bị cháy không? Dạ không. Không bị cháy. Không hả? Bị cháy. Cháy đáng lẽ thì cũng cháy một hai cái đúng thôi, rồi. Cũng còn lại đó. Mày cháy lúc hết trơn luôn. Mượn của người nào là về xịt trong ngày đó cháy hết, với mẹ mua một cái mới cũng bị dẫn thì cháy luôn. Có cái điểm mà mình đi về nhà chứ không có muốn cho mình đi. Lúc trước á thì cái ông cậu đó có hay giỡn với chị không? Dạ có. Giống ông cậu mà cái người đã tác động á. Dạ không. Không bao giờ. Tự nhiên bữa đó xui khiến sao mà làm như việc và như vậy nữa. Sao nó lạ quá. Chị cũng chưa từng tiếp xúc với người đó. Chưa từng tiếp xúc.
bởi vì làm vậy nên là chưa từng tiếp xúc, mà tại sao có những hành động mà thất lễ vậy ha? Quăng những cái nó ở đây không phải là thất lễ, ở đây là đây không phải là thất lễ, đây gọi là mất lịch sự, mất lịch sự đúng chứ không phải là thất lễ, gọi là mất lịch sự. Tại vì á, nếu một người bình thường không ai làm điều đó, chứ với một người phụ nữ đó. Nó nói thật gọi là mất lịch sự luôn đó. Tại vì bé đây là gia cháu, mình gọi thất lễ thì không đúng, không phải anh đang lấy nha, gọi là mất lịch sự. Chẳng thà giống như mà ở ngoài á, chơi ngoài xã hội sao không biết rồi. Nhưng mà anh này trong bà con họ hàng mà làm một cái vụ việc như vậy, tại vì còn ảnh hưởng đến những lớp con cháu của mình nữa, rồi thấy như vậy thì mốt bắt trước rồi xã hội này sẽ như thế nào. Ở đây á, là trước nhất là giống như mấy anh em đi tới là để chia sẻ hoàn cảnh khó khăn tới mức độ nào, và bên cạnh đó anh Lực là may mắn là được sống, rồi truyền tải những cái tính nhân đạo nhân văn trong cuộc sống hàng ngày, để mà còn những cái đứa trẻ nhỏ còn có những tương lai để mà nhìn mà thấy những cái hình ảnh đẹp của những bà con quê hương mình nữa. Yeah. Mấy cái hình ảnh đó khi mà người lớn mình xem á, thì đôi khi mình cảm thấy mình rất là khó chịu, nhưng mà tụi nhỏ nó xem á, đôi khi nó chưa có nhận thức được, nó sẽ học theo rồi sao. Rồi mấy mốt biết rồi đó, mấy đứa nhỏ dưới quê mình nè thì nó rất là vô tư. Nó là vô tư so với mình đây là mình không phải mình nói về vấn đề trình độ chuyên môn hoặc là kiến thức nha, nhưng mà đối với mấy đứa nhỏ dưới quê á, thì nó lúc nào nó cũng không bằng trên đất thành thị hết. Bởi vậy nó thấy người lớn làm sao mai mốt là nó sẽ bắt chước làm theo rồi đó. Giống như là cái kiểu mà giống như mình đang tạo một cái gì đó cho tư tưởng xấu cho mấy tụi nhỏ. Và ngày hôm nay á, thì tụi em đến đây thực sự cũng không biết hỏi về như thế nào luôn á. Tại vì á, thì trong những ngày qua thì anh em cũng đã có đăng tải hết rồi. Dạ. Chủ yếu là đến để thăm hỏi tình hình sức khỏe như thế nào thôi, cũng như xem anh được khỏe rồi thì tụi em cũng vui, bà con vui. Thế thôi. Thôi sẵn tiện đây Phong thép chương trình luôn không ha. Rồi. Thì hồi chương trình trong buổi hôm nay á, thì em cũng Phong Nguyễn là WeFood với Badina với Quý Sa Tộc với Ninh Thái TV á, thì cũng chúc mừng anh sự may mắn trong cái sự mà thoát chết trong gang tấc. Thì cũng cầu mong cho anh gia đình á, biết đâu là mạnh thường quân xem qua có duyên một phần nào đó. À, để giúp anh, hỗ trợ anh một phần nào cũng là một cái sự hạnh phúc rồi. Cũng cầu mong cho những ngày tháng kế tiếp, nhất là trong cái mùa sương sắp tới rồi, cũng chúc anh với gia đình và tất cả ông bà cô bác mạnh thường quân và những khán giả luôn bình an, may mắn, nhiều sức khỏe. Và có thể là có duyên thì tụi em sẽ gặp lại anh ha. Chào anh, chào anh Lực, chào chị ha. Dạ. Chào anh chị luôn ha. Rồi, hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo nha. Em cũng chào anh chị.